Thor là một trong những Avengers mạnh mẽ nhất, một phần dựa vào chiếc búa hùng mạnh của mình Mjolnir. Tuy nhiên, có bao nhiêu điều chúng ta thực sự biết về vũ khí sấm sét này? Chào mừng đến với Ten Tickers và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu top 10 sự thật thú vị về búa Mjolnir. Số 10. Chiếc búa được dựa trên vũ khí của thần thoại Bắc Âu. Trong thần thoại Bắc Âu, Mjolnir được coi là vũ khí đáng sợ nhất. Nó sở hữu khả năng có thể san phẳng một ngọn núi. Những khả năng khác bao gồm việc tạo ra lốc xoáy và lực đẩy. Sau này còn có khả năng kích hoạt các vụ nổ đủ để tiêu diệt cả thiên hà. Trong vũ trụ Marvel, nó được tạo thành từ các kim loại Asgard gọi là Uru và được thợ rèn thuộc tộc người lùn Dwarves tôi luyện. Số 9, chỉ những người xứng đáng mới có thể sử dụng nó. So there may be no way to make you trust me, but we need to go. Thật vậy, để nhấc được Mjolnir thì bạn phải là người xứng đáng, chứ sức mạnh thôi chưa đủ. Về cơ bản là người đó sẽ có được sức mạnh của Thor và có thể trị vì Asgard. Nhưng thực ra, Thor không phải là nhân vật duy nhất có khả năng nâng búa. Trong thực tế, một số người khác có thể làm như vậy, bao gồm Captain America, Vision, Red Hulk, Superman hay Storm vân vân. Và để hiểu rõ hơn, hãy theo dõi top 10 nhân vật có thể nâng được búa Mjolnir của Ten Tickers nhé. Số 8, có cả hướng dẫn sử dụng. Trên búa Mjolnir có ghi dòng chữ, bất kỳ ai nâng được chiếc búa này đều sẽ sở hữu được sức mạnh của Thor. Đôi điều về thiết kế, cán búa thì quá ngắn và thậm chí trên thân búa còn có một vết nứt. Chuyện kể rằng, khi người lùn Eitri rèn búa, Loki xuất hiện và biến thành một con ruồi. Hắn đậu lên nhãn cầu của người lùn khiến ông ta đánh rơi chiếc búa và chiếc búa bị nứt mãi về sau. Số 7. Chiếc búa có thể đi xuyên qua mọi hành tinh. Điều thú vị nhất khi xem Thor biểu diễn với chiếc búa chính là nó có thể quay trở lại như một chiếc boomerang. Khi chiếc búa được ném đi bởi Thor, nó sẽ vượt qua tất cả trở ngại lớn nhất để quay trở về với anh ta, thậm chí có khả năng đi xuyên qua các hành tinh. Số 6. Vũ khí này có thể loại bỏ độc tố và bức xạ ra khỏi cơ thể chủ nhân. Điều này có vẻ như là lợi ích cho các siêu anh hùng sở hữu chiếc búa như Jane Foster. Khi thay thế Thor và sử dụng chiếc búa, thể chất và sức mạnh của cô được tăng lên nhiều lần. Nhưng tuyệt nhiên, chiếc búa lại không thể chữa được bệnh ung thư mà thậm chí còn ảnh hưởng nặng nề hơn. Jane mắc bệnh ung thư và chiếc búa gây trở ngại trong quá trình hóa trị để tiêu diệt các tế bào ung thư trong cơ thể cô. Số 5. Chiếc búa cũng bị hư hại. Chiếc búa đã từng bị hư hại trong cuộc chiến với Bo, ông nội của Thor. Doctor Strange có thể sửa lại cái búa bằng cách sử dụng năng lượng Odin sở hữu của Thor, nhưng ông cảnh báo Thor rằng nếu như chiếc búa bị hư hại thêm lần nữa, nó có thể dẫn đến hậu quả là cái chết của chính Thor. Số 4. Đã từng bị gãy làm đôi. Trong Journey into Mystery số 118, chiếc búa cũng đã từng bị cắt làm đôi bởi The Destroyer chỉ với một tia năng lượng, và Thor đã phải đi đến lò rèn ở Pittsburgh để sửa lại nó. Không chỉ có Bo hay The Destroyer, Mercury Man cũng có thể phá hủy chiếc búa Mjolnir một cách dễ dàng. Qua những điều trên có thể thấy, chiếc búa hoàn toàn có thể bị hư hại, chứ không phải là một thứ vũ khí vô địch như chúng ta vẫn tưởng. Số 3. Khả năng điều khiển thời gian. Mjolnir ban đầu có khả năng làm mất chất chrono, do đó nó điều khiển được thời gian. Mặc dù sau đó khả năng này đã được gỡ bỏ bởi các thực thể Immortus với sự đồng ý của Thor để giúp hành tinh Phanthus đang bị mắc kẹt trong Limbo. Tuy nhiên, Thor vẫn có thể gây ảnh hưởng đến thời gian bằng chiếc búa Mjolnir. Số 2. Chiếc búa là một sinh thể riêng biệt. Trong The Ultimate Who Killed the Scarlet Witch, Thor cầm một cái búa gần giống với chiếc búa Mjolnir. Khi anh bước vào một tòa nhà đang được bảo vệ, máy tính xác định Thor và búa Mjolnir như hai sinh thể riêng. Liệu có bao giờ Mjolnir lên tiếng và chửi mỗi lần Thor quăng nó đi không nhỉ? Số 1. Chiếc búa không thể rời xa Thor. Truyện tranh đã có cảnh Donald Black biến thành Thor, lúc này buộc chiếc búa hoàn toàn phải nằm trong tầm tay của Thor, không được tuột khỏi tay cũng không được thoát khỏi tầm tiếp xúc vật lý với Thor trong vòng 60 giây để không quay trở lại hình dáng ban đầu Donald của mình. Thậm chí là khi ngủ, tắm, đi vệ sinh hay quay một số thứ khác cũng không được bỏ búa nếu muốn giữ nguyên hình dạng Thor. Các bạn nghĩ sao về những sự thật này? Còn điều gì các bạn muốn bổ sung thêm không? Hãy comment ở bên dưới, đồng thời subscribe Ten Tickers để biết thêm nhiều thông tin hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại! Và sau đây là một số bản xếp hạng mà chúng mình có thực hiện. Top 10 nữ anh hùng quyến rũ nhất Marvel. Top 10 bộ phim đáng xem nhất của Marvel. Top 10 sự thật thú vị về Captain America. Top 10 sự thật thú vị về Iron Man.